Chào mừng quý vị đến với chuyên mục văn hóa của DKN. Chúng tôi thành tâm mong muốn truyền tải tới quý vị những câu chuyện nhân sinh tốt đẹp, cảm động lòng người, đề cao giá trị đạo đức, thăng hoa cảnh giới tinh thần và trí huệ trong đối nhân xử thế, giúp mỗi chúng ta có được nội tâm an hòa và lý trí trong cuộc sống này. Hôm nay DKN Văn hóa xin được gửi tới quý vị nội dung Trưởng thành trong nghịch cảnh, tình ngộ giữa bước đường cùng nhiều người tin rằng trên thế gian này không có bữa cơm miễn phí đời người vui buồn mỗi thứ một nửa cũng có người nỗi buồn thì nhiều nhưng chưa có mấy niềm vui chẳng có đường đi nào mà được trải bằng hoa hồng phải có trông gai có vấp ngã rồi mới trưởng thành đằng sau cái gọi là thành công là vô số những sự cay đắng xót xa trong những năm tháng tối tăm ấy nỗi thống khổ mà người thành công phải chịu đựng thì người khác khó có thể chịu đựng được có biết bao lần nỗ lực của họ đã dùng hết sức, toàn tâm toàn ý nhưng lại không được công nhận. Nhưng càng là những trải nghiệm khó khăn, càng để lại nhiều dư vị xứng đáng. Chín chắn nhờ nghịch cảnh, thành công nhờ đường cùng. Người có thể chịu được bao nhiêu, thành tựu sau này đạt được sẽ càng nhiều. Sống vì biết lo xa, đừng để chết vì nhàn rỗi hưởng lạc. Khổng tử có dạy, hân vô viễn lự, tất hữu cận yêu Người không lo xa tất có yêu phiền gần Khi hôm nay được sống trong giai đoạn thuận lợi và tự cảm thấy thỏa mãn và không nâng cao cảnh giác Nhưng ngày mai điều ngoài ý muốn cái nào đến trước còn chưa chắc chắn vì đang trong cảm giác tự mãn nên có người sẽ cảm thấy thoải mái, thả lỏng và mất cảnh giác, mất đi khả năng cảm nhận, đồng thời cũng mất đi khả năng vượt qua thử thách cuộc sống cũng dần dần mất đi ý chí trong cái bể nước ấm áp khi nguy cơ ập đến thậm chí đến chỗ trở tay cũng không có tuy nhiên khó khăn thường là môi trường tối đa hóa tiềm năng của một người bởi lẽ để tồn tại bạn phải luôn cố gắng để thoát ra bạn phải suy ngẫm về thiếu sót của bản thân tìm cách cải thiện bản thân mình Quá trình vất vả ấy lại là quá trình nâng cấp năng lực chịu đựng của một con người vô cùng hiệu quả. Trưởng thành trong nghịch cảnh, tỉnh ngộ giữa bước đường cùng. Trưởng thành là một điều rất lớn lao, nhưng nó lại được thực hiện từ những việc nhỏ bé. Một người trở nên thành công và mạnh mẽ nhất định phải trải qua hai kiếp nạn, một là nghịch cảnh, hai là bước đường cùng chỉ trong nghịch cảnh chúng ta mới nhìn thấu được thói đời thế sự và chạm được tới những cái bản chất nhất của cuộc sống. Trưởng thành chính là sự lớn lên trong cả suy nghĩ và hành động, chứ không chỉ là sự lớn lên về thể xác. Đó mới chính là trưởng thành thực sự. Suy nghĩ và hành động của một con người trưởng thành phải hướng đến những cái tốt đẹp, những điều tích cực trong cuộc sống chỉ trong bước đường cùng ta mới biết cuộc sống nó đáng quý tới nhường nào. Lúc này bản năng sinh tồn sẽ phát huy tối đa tiềm năng của bạn. Đây chính là ân huệ mà bước đường cùng đem lại cho bạn. Người bình thường và cao nhân khi rơi vào nghịch cảnh và bước đường cùng cũng đều sẽ cho ra những trình độ xử trí khác nhau. Những nhận thức, tri thức, tư duy phía sau sẽ quyết định thành bại của người đó. Người bình thường oán trách số phận, đối mặt một cách tiêu cực, rồi dần dần để bèo dạt mây trôi. Cao nhân thì ngược lại, luôn tích cực suy nghĩ, nắm bắt cơ hội, nhìn thấu chân tướng rồi từ từ đứng lên, sống sót qua tuyệt vọng. Đức Khổng Tử cũng nói, chỉ cần nhìn thấy lợi thì trước hết hãy nghĩ đến nghĩa gặp việc nguy nan không tiếc thân mình lời hứa ngày thường dù lâu cũng không bao giờ quên được như vậy xem như là một người toàn tài rồi vượt qua nghịch cảnh mới hiểu thế nào là chính đạo trốn chạy khó khăn không phải là cách để giải quyết vấn đề ngược lại còn làm cho vấn đề càng trở nên xấu hơn mạnh dạn nhìn thẳng vấn đề xem xét và tìm ra cách tốt nhất với một tinh thần lạc quan ý chí kiên cường thì không gì có thể làm khó được ta nghịch cảnh luôn đến một cách bất ngờ ai ai cũng khó có thể tránh đó là những bất chắc mà con người bắt buộc phải đối diện bạn có thể bị tổn thương thậm chí đau đớn tột cùng nhưng rồi bạn vẫn phải sống và dũng cảm đối mặt với thực tại niềm đau nỗi buồn là một phần tất yếu của cuộc sống nó giúp ta vững vàng và trưởng thành hơn đây chính là sức mạnh của việc chịu đựng. Nó là nguồn năng lượng tích lũy để một ngày nào đó giúp ta vượt qua thành công và tỏa sáng. Những thứ không đánh bại được bạn, sau này nhất định hữu dụng với bạn, khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Làm người cũng chẳng ai thuận cả cuộc đời, khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào. Bạn có thể chịu đựng rồi vượt qua được nó hay không, đó chính là nghị lực và quyết tâm của bạn. Bạn dũng mãnh bao nhiêu, khó khăn sẽ yếu đuối bấy nhiêu, chỉ cần nghiêm khắc với bản thân mình một chút, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta không thể kỳ vọng vào một sự đổi thay nếu như bản thân mình không thay đổi, không thể có được một điều kỳ diệu nếu bạn không biến mình thành điều kỳ diệu. Muốn thành công, bạn phải trải qua thất bại, mỗi lần thất bại đều là để bạn tiến gần hơn đến thành công. Kinh nghiệm rút ra từ nghịch cảnh chính là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Hãy bình tĩnh, tự tin, tin vào chính bản thân mình, có như vậy bạn mới có thể dễ dàng vượt qua nghịch cảnh. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình. Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.